thân yêu cả nhà ơi, hôm nay Phương đi thả lưới ở trên con mương này nè cả nhà, đang bơm nước ra nên là con mương ở đây cá nhiều lắm. Mình đi cặp theo cái bờ này thả lưới nha cả nhà. Ở trên kia máy chụp đang chụp dài xuống, máy chụp lượng con lượng bên đây nè. Nay buổi chiều chiều này chụp nó mát lắm cả nhà. Đi lên khúc trên này mình thả dài xuống. Trước có gì mẹ ơi? Hả? Trước có cái gì kìa? Gì? Không phải. Kìa kìa kìa. Sao? Cái chỗ nào? Rồi. Cái gì? Ôi. Rồi. Má chục bằng 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 ấy chưa? Đẳng chưa? Chỉnh công thì sao? Ôi má chuột cho chém nó đó. Bỏ vô đâu đi, bỏ vô đâu. Thôi mình đi về nhà đây thử nghe nha. Ôi, đi chợ lên kia đó coi. Ôi, hay nữa nè. Ôi má chuột cũng gọi cái chân lên đó. Ôi ôi má đang trục, má đang trục cái nhà. Ôi xuống gì? Ôi ôi nó đang ngốt, nó đang ngốt. Con đang gì hả? Ôi con luôn nói với đường mưa nó lên đó. Nó ở dưới cái mương, nó tính xuống dưới cái mương và cặp bên hông rồi cả nhà. Ai ngờ đâu cái nó bị nó chưa kịp xuống nó bị máy chém rồi. Ừ. Này là mấy cái dũng sình dũng nước không à. Rồi đó ngang chỗ cái bờ đó không thấy nó tính ấy lên nè à. Tính qua bên cái mương cặp bên nè à. Bị cái miếng mép bên đó cả nhà chụp rồi còn miếng ở đây mới chụp con đường chạy hai đường chạy dài vô trong lỗ đó nha. Đây cá nè. Ôi cá nhỏ. Ê mình hút miếng nước vô cả nhà ơi. Mai tỉnh lại không? Nó bự luôn, khủng luôn á. Đây cả nhà. Ồ, nó xỉu rồi. Ý, ý, còn mất nè ơi. Còn mất. Quả nó đây. Đây nha. Còn mất. Đây nè, cá nè. Còn mất nè ơi. Nè. Ý, con này bán là mấy trăm ngàn luôn á trời. Ừ đúng rồi, con lươn nhất, con để nó một hơi coi ấy không, nó dưới xình nó chui lên đó. Bỏ nó vô trong ấy đi. Con này còn bò. Hy vọng là hỏi tỉnh lại bán cả nhà ơi. Con. Ừ. Má chém đâu ta? Chém đâu nó bị hư người đó. Nó xỉu quá. Nó dưới đất.
cắt rồi cái máy má chạy lúng 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 xuống sình ở dưới sình không ạ, lúng sình nó nói là ôi nó còn thở, nó còn thở nè, ôi con bỏ nó cho thao đi, con mới thấy ngớp dưới đó còn dưới đó nữa kìa. Dạ. Trời, bỏ vô thao đi. Tỉnh rồi Phương ơi. Tỉnh rồi hả? Ừ, kìa. Sao? Kìa nó tỉnh rồi, nó ấy rồi kìa. Ừ. Hả? Con thấy con lịch đó cả nhà. Ôi, con này con lịch. Ừ, cái đuôi nó chạy bè ra kìa. Khác với lưng mình ha. Ừ. Để con bưng cho này thôi, mới thấy con cá bự lắm, ngớp chỗ này nè. Bỏ cái đạn dưới xịn á. Thấy ngớp chỗ nào? Ôi nó chúi vậy. Chúi lắm, chúi sình mà. Sình nó chụp nó lên con bằng lúng con xuống chứ hết khúc luôn. Mò sâu xuống chứ cái tay tới nó cứng chưa? Chưa. Nó cứng cái này à? Nghe giò con cái gì lăn láng đó vậy? Ừ. Sình không à? Sao sình? Quá trời sình. Mắt hả? Tiêu à? Ôi mắt dấu. Mới thấy ngớp đây. Sao mình đi ngược dài dài anh đây thử con nào không? Đây, bưng đi. Ôi đây một chút cái của mương này nha. Mương cá hột dữ lắm hột luôn. Đứng im một chút coi còn ngớp không? Có lại ngớp à? Im im chút thử coi. Giá trời ụt luôn mẹ ơi. Trời lương ủng. Lương với con lịch. Con lịch quê Phương hiếm lắm cả nhà ơi. Ở quê Phương hiếm lịch lắm. Ôi bỏ con bỏ nó ra nước xịn đó đi con ơi. Bỏ ra nước xịn đó tạt cho nó sạch cái đi. Rồi gọi múc nước đi ở dưới ruộng lên con tạt nó. Quá trời xịn luôn. Chụp cái móc nó lên luôn. Ừ. Chụp cái không biết làm gì không, cái máy đè nó động 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 nó dưới nó nổi lên. Máy đè đè xịn á. Móc xịn lên mà. Ừ. Okay. Con lịch con cánh, con này thì xỉu rồi. Ừ. Quá chịu.
quá trời bự luôn nè cả nhà. Nó rồng nè. Ơi ơi. Tính này cả nhà ơi. Tính này. Yeah, come on. Ôi đi kiếm đường bò đi. Có tiền ơi. Ôi vậy là mình hên, đứa nào mình hên là mình tính đi ra dân lưới mình bắt cái sặc cả nhà, ai ngờ đâu mình gặp nó. Tính này. Yeah, come on. Lương ở quê phương là lương mắc tiền lắm cả nhà. Tại vì hiếm khi mà bắt được lương lắm. Bắt được là mừng dữ lắm mừng. Con lương này bình thường dễ về phương bắt được nó mạnh dữ lắm mạnh. Mấy chục nó ngợp xình đó. Đúng rồi. Đi dài dài lên khu trên nữa thứ ơi. Đi. Trên chừng còn nữa. Cá đâu dữ lắm. Thôi bỏ đi thôi. Mới bắt được con cá cô nữa nè. Bự hả? Ôi. Rồi. Vậy muốn nước trong rộng hang lương này được nha, hay chạy đi bán liền luôn ta. Chạy đi bán liền luôn hay rộng nó trong mê sợ nó chết quá. Chạy đi bán. Chạy đi bán liền luôn cả nhà ơi. Giờ Phương chạy ra ngoài chỗ thì trắng của Phương á. Ở đó chắc giao lại cho có cái nhà này đó, có nhà bán cá ha. Mình giao lại cho người ta. Đây. Hai con này bán liền luôn. Con yếu này thì chắc giá nó sẽ rẻ hơn cái con mà nó mạnh, nhưng mà cũng đỡ hơn mình để nó chết rồi nha cả nhà. Đây, hai con chân Phương cầm lên cho cả nhà coi như được.
cái con lịch này nè, không biết người ta mua con lịch không đó, chắc mua mà ha. Con lịch á, sao cái đuôi nó có bài bản ha, còn con kia thì đuôi trộm ha. Không, lại giống con lịch là nó vậy á. Vậy hả? Mẹ mới thấy con đó luôn đó. Ở quê mình ít lắm. Đúng rồi. Xong rồi cái nhà ơi. Mày biết sao con biết nó không? Dạ. Hồi ở đâu, hồi mấy tháng gì trước á, con coi được trên điện thoại á. Vậy hả? Chứ ngoài vườn đâu có con này đâu, hiếm lắm cái nhà ơi. Con đá trên điện thoại á. Ơi, con xin phép dừng video đây nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video